Nem đã xong rồi đây. Mời các bạn cùng thưởng thức nem chua và uống bia nha. Mời cả nhà cùng ăn nem uống bia. Nem mình đã làm 24 tiếng rồi. Bây giờ là đã ăn được rồi đó. Bây giờ mình dọn ra ăn. Ăn nem và uống bia. Mời cả nhà. Rồi, thôi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Chào, bye bye. Chào các bạn thân mến. Hôm nay mình làm nem chua. 1 ký 2 thịt xay, xay cho nhuyễn đó các bạn. Giờ mình làm 2 gói bột nem chua. Và một chén tỏi với lại một cái ớt. Ớt này không có cay lắm. Giờ bắt đầu mình trộn cái gia vị ớt trước 1 tiếng đồng hồ. Mình ớt trước 1 tiếng đồng hồ rồi mình để trong tủ lạnh. Rồi sau đó, sau 1 tiếng mình sẽ cho cái bột nem này vô. Bây giờ mình ớt gia vị này vô trước. Cái gói nhỏ này các bạn. Gói nhỏ này vô trước. Cái gói nhỏ này vô trước rồi mình phải trộn lên cho đều, thật là đều. Phải trộn thật là đều tay, đều hết. Không thôi là nó không có thấm. Đây, bây giờ mình mang ra tay vào để trộn thịt. Mình phải mang bao tay vào mình trộn mới được. Phải trộn giờ lâu, thật là lâu á các bạn, trộn nhồi lâu thiệt lâu cho nó đều. Mình trộn cũng phải 10 phút đó. Mình làm nem chua cho nên mình không có cho đường. Ai mà thích đường á thì cho chút xíu đường vô, nó có vị ngọt một chút. Nhà mình thì không có thích nem chua mà cho đường, cho nên làm gia vị như vậy thôi. Còn các bạn nào mà thích ngọt một chút á thì cho vô 1 muỗng ăn canh đường. Ở trong đây gia vị của nó là nửa ký thịt là một gói này, nhưng mà mình làm hơn nửa ký một chút, tại vì mình làm 1 ký 2 đặng cho nó không có chua nhiều các bạn. Làm đúng của nó thì đúng là liều lượng thì chua dữ lắm, nhưng mà mình thì không có muốn ăn chua nhiều thì mình làm 1 ký 2 thịt. Còn 2 gói 1 ký thì nem nó chua. Nó gọi nem chua thì nem nó chua dữ lắm.
mình thích không chua nhiều thì mình dằn đường nha các bạn. Cái này mình cách làm này của mình thì không có đường, còn bạn nào thích thì cho đường. Mình đã nhồi xong rồi đó. Mình nhồi càng lâu thì nó càng dai một chút. Mình nhồi phải đúng 10 phút chút cho nó đều. Được rồi đó. Rồi chút xíu nữa mình chờ một tiếng sau, mình phải để tủ lạnh chờ một tiếng sau mình mới cho cái này vô nha các bạn. Chút xíu nữa mình quay lại. Bây giờ mình đi sắc tỏi. Mình sắc tỏi với sắc ớt sẵn. Bây giờ mình sắc tỏi với sắc ớt sẵn. Sắc mỏng mỏng mỏng. Chút nữa cho nó lên trên. Cho nó lên trên nem. Ở trên ít với mình trộn vô trong ít. Để tỏi nhiều một chút nó thơm. Với tới khi mà mình lột ra thì nó nghe mùi thơm lắm. Nó có tỏi. Chút nữa bầm một ít nhuyễn nữa để vô. Cái này mình làm nem thịt. Thịt sai không à, không mình không có cho da heo. Có da heo vô mấy đứa nhỏ nó không thích. Nó không thích ăn nem có da heo. Ăn thịt, nem thịt không à. Này là nem thịt không? Để qua Tết mới ăn. Mấy ngày Tết thì qua tới mùng 3 ăn được rồi. Mùng 1, mùng 2 ăn chay. Mùng 3 ăn mặn. Ớt này cũng cay nhưng mà cay ít lắm, không có cay nhiều. Ớt hiểm thì cay lắm, ăn không nổi.
ớt này cay hơi the the à. Ở đây mấy đứa nhỏ nó không có biết ăn cay, nó ăn hơi the the thôi à, cay quá ăn không có được. Rồi ớt mình cũng đã sắc xong, tỏi ớt mình sắc xong hết rồi nè các bạn ơi. Tỏi ớt sắc xong rồi, chờ nem đúng giờ là cuốn. Bây giờ thịt mình để cũng đủ giờ rồi các bạn. Giờ mình bắt đầu mình cho cái gói này vô. Cái gói gia vị lần sau cùng nè. Mình cho vô là mình trộn đều lên. Mình gói. Cho gia vị vô bắt đầu mình trộn. Mình trộn gia vị vô để mình gói. Mình cho tỏi vô đây. Mấy cái bột này các bạn. Mình gói bằng cái giấy kiến này nha các bạn. Mình gói bằng cái giấy kiến. Mình cho tỏi vô đây. Để cho nó thơm. Cho tỏi vô đây, mình không có cho da heo mà mình cho tỏi. Mình chỉ cho tỏi thôi. Ớt thì mình không cho, ớt thì mình gói mình để lên thôi à. Sợ để vô cái cay á. Mình trộn cho đều lên. Trộn cho đều, thiệt là đều. Mình phải gói cho thật nhanh á, để lâu cái thịt nó bị cứng lại. Nó bị da nước dai, để lâu á nó dai lại á. Trộn phải lâu, thật là lâu. Trộn lâu cho nó đều á các bạn. Trộn nhồi cho lâu. Cho gia vị nó đều lại hết. Bây giờ mình đi gói được rồi đó các bạn ơi. Mình trộn nó cũng đều rồi, bây giờ mình gói. Bao tay khó gói lắm, bây giờ mình không có bao tay. Bây giờ mình đi gói nè. Gói nem mình cho nó vô trong cái nồi. Bây giờ mình đi gói nem nè các bạn ơi. Các bạn cùng gói nem với mình nha. Mình đi gói nem, gói ra cục nhỏ 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 vậy nè.
mình gói ra giấy kiến, mình gói bằng giấy kiến, mình gói cục nhỏ nhỏ vậy nè cho dễ tiện lột ra ăn cho nó tiện, khỏi mất công cắt. Nếu mà bạn nào không có thời gian gói như vậy á, thì mình gói nguyên một cục bự cũng vậy, mình để giấy kiến bự vậy nè, bự nguyên miếng bự á, mình gói nguyên một cục bự giống như cục chả lụa bự vậy đó cũng được. Tại mình cũng rảnh cho nên gói kiểu này, chứ không có thời gian á thì gói nhanh cũng được, gói bự bự nó nhanh hơn. Mình có thời gian rảnh cho nên gói nó nhỏ nhỏ vậy, gói nhỏ nhỏ vậy chứ gói cũng lâu lắm. Mình gói là mình bóp lại vậy nè, mình bóp lại vậy nè cho nó chặt nè. Mình gói phải cho nhanh chứ mình để lâu quá nó bị da, nó bị cứng lại á, khó gói lắm. Thời gian lâu quá nó cứng lại lắm. Bây giờ nó còn mềm nè, tại nó dai quá các bạn. Mình cho bột gia vị vô rồi cái có cái bột làm cho nó dai á, mình để hút giờ quá thì nó dai. Bây giờ nó cũng dai dai rồi đó, mình phải gói cho nhanh. Gói mình nặng bóp lại cho nó cứng, bóp lại vậy nè các bạn, nó cứng nó dai, mình không bóp lại nó không có dai. Cái giấy kiến này mình gói cũng tiện lắm, cũng dễ lắm. Trộn ớt, trộn tỏi vô. Đó, trộn tỏi vô cho nó thơm. Gói cũng phải cạt nè, gần cả tiếng mới xong á. Tại gói cục nhỏ 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 nhỏ. Kệ, chịu khó. Gói nhỏ nhỏ vậy khỏi mất công cắt. Gần xong rồi. Nem mình đã gói xong rồi đấy các bạn ơi. Nem mình gói xong rồi, mình ủ lại. Mình để chỗ ấm á, mình ủ lại, mình lấy nắp đậy lại 24 tiếng sau là ăn được đó các bạn. Chờ khi nào nem ăn được mình mời các bạn ăn nha. Hẹn gặp lại. Nem đã xong rồi đây. Mời các bạn cùng thưởng thức nem chua và uống bia nha. Mời cả nhà cùng ăn nem uống bia. Nem mình đã làm 24 tiếng rồi. Bây giờ là đã ăn được rồi đó. Bây giờ mình dọn ra ăn. Ăn nem và uống bia. Mời cả nhà. Rồi, thôi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Chào, bye bye.